Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Siêu đạn pháo thông minh Mỹ viện trợ cho Ukraine liên tục bắn hụt. Truyền thông Mỹ nói rằng nước này dường như đã dừng chuyển cho Ukraine đạn pháo thông minh Excalibur vì loại đạn này liên tục bắn chết mục tiêu. Washington Post dẫn lời các quan chức Ukraine ứng danh cho hay Mỹ được cho là đã dừng chuyển cho Kiev đạn pháo Excalibur sau màn trình diễn cùng mấy khả quan của vũ khí này trên chiến trường. Từ 6 tháng trước, Ukraine đã phàn nàn rằng năng lực gây nhiễu và tác chiến điện tử đáng gồm của Nga đã khiến cho nhiều loại siêu vũ khí của Mỹ suy giảm uy lực trên tiền tuyến. Nguồn tin cho hay, vũ khí bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là đạn pháo Excalibur dẫn đường bằng GPS và rocket của HIMARS. Vì vậy, phía Mỹ được cho là đã quyết định dừng chuyển loại đạn đắt đỏ Excalibur cho Ukraine. Theo báo cáo của văn phòng trách nhiệm chính phủ Mỹ, chi phí của mỗi quả Excalibur vào khoảng 100.000 USD vào năm 2022, gấp 50 lần so với một quả đạn pháo 155 mm không có hệ thống dẫn đường. Đây là mức chi phí trước khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra. Mặt khác, hệ thống dẫn đường trên Excalibur cũng không vượt qua nổi tác chiến điện tử của Nga, khiến nó trở thành vũ khí vừa đắt đỏ, vừa kém hiệu quả tại Ukraine. Hai báo cáo về vũ khí của Ukraine mà New York Times tiếp cận được đã tiết lộ khả năng gây nhiễu đáng gờm của Nga. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, tỷ lệ các cuộc tấn công thành công bằng đạn Excalibur đã giảm từ mức 55% xuống mức 7% trong tháng 7 và 6% vào tháng 8. Trong thời gian này, Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công vào mùa hè nhưng bất thành. Theo các nguồn tin ở Ukraine, có thời điểm nước này bắn ra 19 quả Excalibur nhưng chỉ có một quả trúng mục tiêu. Đây là tỷ lệ rất thấp so với những gì mà loại đạn này được trang bị. Điều đó có nghĩa là chi phí cho một cuộc tấn công thành công bằng Excalibur tăng vọt từ 300.000 USD lên 1,9 triệu USD, một con số rất không bền vững trong cuộc chiến tiêu hao. Màn trình diễn của Excalibur trái ngược với những dự đoán ban đầu khi Mỹ công bố viện trợ loại đạn này cho Ukraine. Vào thời điểm đó, Excalibur được các chuyên gia phương Tây dự đoán là vũ khí thay đổi cuộc chơi. Đạn pháo 155mm được dẫn đường bằng GPS được mô tả là có khả năng tấn công chính xác, tầm bắn xa hơn đạn pháo thông thường. Trong thời gian gần đây, các quả bom dẫn đường bằng GPS, SRAM ER và đạn phó thông minh Excalibur mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Vì hệ thống tác chiến điện tử IVK của Nga liên tục gây nhiễu, để khắc phục tình trạng này, không quân Mỹ đã trao một hợp đồng trị giá 23,5 triệu USD cho công ty Sara nhằm phát triển một hệ thống dẫn đường mới để trang bị lên hỏa lực thông minh nhằm ngăn vũ khí IVK của Nga hệ thống này được thiết kế để xác định vị trí của bất kỳ thiết bị phát tần số vô tuyến rf nào trên chiến trường sau đó điều hướng cho quả bom tiếp cận nguồn phát các mục tiêu có thể bao gồm radar phòng không cũng như hệ thống gây nhiễu mục tiêu của hệ thống dẫn đường mới sẽ là đảm bảo cho vũ khí thông minh vẫn có thể tìm được mục tiêu dù bị gây nhiễm nghiêm trọng tính năng định vị bằng cbs đức không cho phép ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ nga Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng tuyên bố không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do chính phủ Berlin cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Đài truyền hình dịch vụ công ARD của Đức hôm 26 tháng 5 đưa tin, phát biểu tại một sự kiện ở Berlin, Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng Đức đã đưa ra các quy định rõ ràng cấm Ukraine sử dụng vũ khí của Đức trên đất Nga và ông thấy không có lý do gì để thay đổi điều này. Nhà lãnh đạo trên nói thêm rằng, Chính sách của ông là nhằm ngăn chặn mọi việc leo thang thành một cuộc chiến quy mô thực sự lớn. Các đồng minh Ukraine đã thảo luận về việc Kyiv kêu gọi bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí phương Tây nhằm mục tiêu quân sự ở Nga. Chính trị gia đảng xanh của Đức Anton Hofreiter gần đây đã lên tiếng ủng hộ ý tưởng này nhằm bảo vệ thượng dân Ukraine. Do đó, chúng ta không nên ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công các máy bay chiến đấu của Nga trong không phận Nga, ông Hofreiter nói hôm 25 tháng 5 nghị sĩ Ukraine Yeho Chenev cho rằng Washington đã bắt đầu thảo luận về quyết định cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ trên lãnh thổ Nga, trích dẫn các cuộc trò chuyện không chính thức bên lề hội đồng nghị viện NATO. Vấn đề cho đến nay là các quyết định này vẫn chưa đạt được sự đồng thuận dù đang có áp lực từ mọi phía. Đây là cơ hội tốt nên chúng tôi sẽ nỗ lực tận dụng, ông Chenev viết trên Telegram ngày 26 tháng 5. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson dường như tán thành việc cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp khi tuyên bố rằng Washington không nên quản lý vi mô nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng cũng kêu gọi Lầu Năm Góc thay đổi hạn chế, nói rằng điều đó đang ngăn cản Ukraine có thể tự vệ. Ngoại trưởng Lithuania Gabelus Landbergis mới đây cho rằng việc Mỹ hạn chế sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa bên trong lãnh thổ Nga là một sai lầm. Tuy nhiên, Mỹ nhiều lần tuyên bố không ủng hộ hay khuyến khích các cuộc tấn công của Kiev bằng vũ khí Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga, trong khi giới chức Ukraine được cho là đang cố gắng thuyết phục Washington dỡ bỏ lệnh cấm này. Ukraine tấn công lãnh thổ Nga khiến nhiều người thương vong Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương trong loạt vụ tấn công ở vùng Belgorod của Nga. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích vào thành phố Belgorod và một số ngôi làng gần biên giới Nga-Ukraine, khiến 4 người dân thiệt mạng, trong khi nhiều người khác, bao gồm cả trẻ em, bị thương do mảnh đạn. Theo Gladkov, khu vực biên giới Nga đã hứng chịu một loạt cuộc đình công với gần 30 quả đạn bay tới bị bắn hạ từ trên trời trong suốt tối thứ Bảy và sáng sớm Chủ nhật ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên, bất chấp sự ngăn chặn, cuộc tấn công đã gây ra nhiều thương vong. Quan chức này viết trên Telegram, Thật đau buồn khi số dân thường thiệt mạng đã tăng lên 4 người. Ba trong số các nạn nhân đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu định cư Otyapsky ngay trước 7 giờ tối. Hai người trong số họ chết ngay tại chỗ, trong khi một người đàn ông khác qua đời vì vết thương mảnh đạn ở chi dưới tại bệnh viện vài giờ sau đó. Một người phụ nữ khác đã thiệt mạng do bị trúng đạn trực tiếp trong sân của một ngôi nhà dân cư tư nhân ở làng Trubovoyi. Gladkov viết vào khoảng 9 giờ tối. Mặc dù không có thương vong tại thành phố Belgorod, nhưng ít nhất hai tòa nhà chung cư bị thiệt hại nặng nề do trúng đạn trực tiếp của pháo binh. Hai trường học bị hư hại do vụ nổ và mảnh đạn, trong khi một số tòa nhà thương mại cũng bị phá hủy một phần mặt tiền, cửa sổ và mái nhà. Theo video từ hiện trường, một số phương tiện bị hư hỏng và bị đốt cháy hoàn toàn. Đến nửa đêm, số người bị thương trên toàn khu vực lên tới ít nhất 16 người, trong đó có ít nhất hai trẻ em. Coffee, một cậu bé 8 tuổi bị thương trong vụ pháo kích vào khu định cư Oti đã bị chấn thương do vụ nổ và chấn thương bên ngoài ở vùng thắt lưng. Trong một vụ việc khác, một bé gái 9 tuổi bị thương khi một chiếc ô tô đang di chuyển bị máy bay không người lái tấn công trên đường cao tốc giữa làng Borisovka và thôn Lofianka ở quận Volokonovsky, ông Gatlov nói thêm. Phương Tây bị cảnh báo về kế hoạch điên rồ với Nga. Phương Tây nên lo lắng về phản ứng có thể xảy ra từ phía Tổng thống Vladimir Putin nếu Ukraine được phép tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây, tờ Asian Times viết. Ấn phẩm cho biết, một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ và khó lường từ phía Nga. Đồng thời, một bước đi như vậy sẽ không làm thay đổi bức tranh tổng thể trên chiến trường mà sẽ làm tăng nguy cơ xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh tàn khốc hơn, Asian Times viết. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael M. Cole kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dỡ bỏ lệnh cấm Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ, cho ông xem bản đồ lãnh thổ Nga với khu vực mà tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp có thể tấn công. Đoạn video tương ứng được đăng tải trên trang web kênh truyền hình CSPAN TV. Ngoài ra, một nhóm nghị sĩ Mỹ do Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Michael Turner dẫn đầu đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington chuyển giao để tấn công các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Nga trong một số trường hợp nhất định. Đáp lại, người đứng đầu Ủy ban Trumer Quốc gia về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky cho rằng những lời về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington chuyển giao để tấn công các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Nga sẽ kích động một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Siêu thị ở Kharkov bị tập kích Quan chức Ukraine cho biết Nga tập kích siêu thị chuyên về vật liệu xây dựng ở Kharkov khiến ít nhất 6 người chết. Oleg Sinihubov, tỉnh trưởng tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine cho biết hai quả bơm dẫn đường của Nga lao xuống siêu thị Epicenter ở thành phố Kharkov hôm 25 tháng 5. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng tại chỗ, hơn 40 người bị thương và 16 người đang mất tích. Thị trưởng Kharkov Ihor Terikov nói rằng có khoảng 120 người trong siêu thị khi các quả bơm lao xuống. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa dữ dội và cột khói đen bốc lên cao. Lực lượng cứu hỏa dập tắt nhiều đám cháy nhỏ và kiểm soát được tình hình sau khoảng 90 phút. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ những hệ thống phòng không để ngăn máy bay Nga tiếp cận biên giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày mô tả cuộc tập kích là hành động không thể chấp nhận. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Truyền thông Nga dẫn lời nguồn tin an ninh giấu tên nói rằng đoàn tập kích được tiến hành sau khi tình báo nước này phát hiện lực lượng vũ trang Ukraine thiết lập sở chỉ huy và nhà kho tại siêu thị AB Center. Quân đội Nga từng nhiều lần cáo buộc đối phương che giấu lực lượng và khí tài trong những địa điểm dân sự như trung tâm thương mại. Via Jeslav tỉnh trưởng tỉnh Belgorod của Nga giáp với Kharkov, cùng ngay nói rằng quân đội Nga đã pháo kích thành phố Belgorod khiến 4 dân thường thiệt mạng. Nga những tuần qua tập kích Kharkov gần như mỗi ngày, chủ yếu tập trung vào trận địa phòng không của đối phương. Ngoài tên lửa, rocket và máy bay không người lái UAV, lực lượng Nga gần đây dùng bơm lượng và bơm bay với sức công phá cao hơn trong các đợt oanh tạc Kharkov. Các chỉ huy quân đội Ukraine nhận định Nga sẽ tiếp tục tập kích và phá hủy hạ tầng trọng yếu cơ sở quân sự tại tỉnh Kharkov. Lực lượng Nga ngày 10 tháng 5 mở chiến dịch nhằm vào tỉnh Kharkov, nhanh chóng kiểm soát nhiều khu dân cư gần biên giới và buộc đối phương phải điều quân từ nơi khác về đối phó. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga mới chỉ mở loạt tiến công đầu tiên và có thể nhắm tới thành phố Kharkov. Giới chuyên gia đánh giá Nga không đủ quân để tiến công thủ phủ Kharkov, nhưng có thể tiến đủ xa để đặt thành phố này vào tầm bắn của pháo binh. Bên cạnh mục tiêu kéo mỏng lực lượng Ukraine, vốn đã thiếu nhân sự và vũ khí, chiến dịch Kharkov của Nga dường như còn nhằm gây bất ổn khi buộc hàng nghìn dân thường phải sơ tán từ khu vực ven biên giới tới những nơi khác. Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng gần Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này kiểm soát hoàn toàn làng Adkhangelsui, phía tây bắc Aptiivka. Các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm Sten tác chiến tích cực và kiểm soát làng Adkhangelsui, Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 5 cho biết, các đơn vị Nga đẩy lùi ba đợt phản công của lực lượng Ukraine trên mặt trận Donetsk, gây tổn thất cho một số đơn vị đối phương trong khu vực. Ukraine mất tới 410 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe cơ giới trong các trận giao tranh nói trên lực lượng Nga phản pháo phá hủy một số pháo kéo và pháo tự hành của đối phương, trong đó có một khẩu M777 và một tổ hợp 2S3 Akasia của Ukraine. Akhangelsky nằm ở phía tây bắc thành phố Avdiivka và gần làng Ocheretino, nơi lực lượng Nga kiểm soát hồi đầu tháng sau chiến dịch tiến công chớp nhoáng lợi dụng sai lầm trong hoạt động luân chuyển quân của Ukraine. Tại Kharkov, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc, Sever, tiếp tục thọc sâu vào phòng tuyến của đối phương, đẩy lùi hai đợt phản công gần Vodchans và Lubokoye, gây tổn thất về nhân lực và trang bị cho Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57 và Lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine. Tổn thất của Ukraine tại khu vực lên tới 220 binh sĩ và 3 phương tiện cơ giới. Bộ quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga phản pháo phá hủy một pháo tự hành 2 2000 của Đức, một pháo tự hành 2S1 Vozhika, hai lũ pháo D30 Vampire của CJ và một tổ hợp BM-21 Grad Nga mở chiến dịch Kharkov ngày 10 tháng 5, kiểm soát nhiều khu dân cư gần biên giới và khoảng 40% thành phố Volchansk. Quân đội Ukraine ngày 24 tháng 5 tuyên bố ngăn Nga tiến sâu hơn vào tỉnh Kharkov và khiến họ xa lầy tại Volchansk, song thừa nhận đối phương đang tăng cường tiến công tại nhiều nơi khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.